Phú ông cướp vợ. Ngày xưa, ở một vùng chài nọ, có chàng trai nghèo mồ côi từ nhỏ. Của cải cha mẹ để lại cho chàng chẳng có gì ngoài chiếc thuyền nan nhỏ, cùng với món nợ của nhà lão bá hộ mà cha mẹ chàng chưa kịp trả hết. Hằng ngày, chàng nối nghiệp cha, buông thuyền ra khơi đánh cá kiếm sống qua ngày. Cho tôi gửi tiền cá. Dạ cháu xin. Tiền của tôi. Tiền nào của mày? Tiền này là của ông. Lấy sổ ra chép lại đi cho ông. Thằng đậu tiếp tục trả cho ông bá hộ tổng cộng 1 đồng. Đấy của tôi là 2 đồng. Sao lại ghi vào đó có 1 đồng là sao? 1 đồng lãi mẹ, tức là lãi của bố mẹ mày. Còn 1 đồng là lãi con, tức là lãi của mày ấy. Con ạ, nghe rõ chưa? Ông tính vậy đến bao giờ tôi mới trả hết tiền cho ông đây? Đó là chuyện của mày. Đời cha của mày không trả được thì đời mày phải trả. Mày không trả hết thì đời con mày trả tiếp. Mày không lo trả cho tử tế thì ông đến đốt nhà mày rồi thì hết đường đánh cá luôn, nghe không con? Trời ơi, sao hôm nay không kéo được con cá nào vậy trời? Ôi trời ơi, lại có duy nhất 1 con cua đá. Đẹp quá à. Ê, cua à, cứ từ từ để ta gỡ lưới ra. Dễ dụa hoài vậy là dễ bị đau lắm đó. Từ ngày đem cua đá về nhà nuôi, chàng đánh cá côi cút cứ quấn quýt với cua không rời. Dần dần, chàng coi cua như một người bạn tri kỷ của mình. Ngày ngày trò chuyện tâm giao, những chuyện buồn vui chàng đều chia sẻ cho cua đá nghe. Cuộc sống của chàng trở nên vui vẻ và đỡ buồn, cô đơn hẳn, cho đến một ngày. Cô ơi, ta về rồi nè, hôm nay ta kiếm được nhiều cá lắm nè. Trời ơi, cua của ta đâu rồi? Cô ơi, cua đâu rồi? Ông là ai? Con đang muốn tìm con cua đá phải không? Con cua ấy chính là nàng tiên Úc Hóa Thân, thương con côi cút nên nàng đã xin với Ngọc Hoàng xuống trần để bầu bạn với con đó. Ông nói thật ư? Nghĩ con chưa về nên hôm nay nàng đã trút bỏ lớp vỏ cua để đi thăm thú quanh đây. Do ta thấy con thật thà tốt bụng, lại chăm chỉ chịu khó làm ăn, nên ta muốn giúp con cưới được nàng tiên cua ấy làm vợ. Con cảm tạ ông đã thương đến tình cảnh của con. Ông có thể nói cho con biết làm cách nào để con giữ được và cưới nàng làm vợ đây thưa ông? Nàng tiên cua đã giấu lớp vỏ của mình trong hang kia, con mau hãy giấu cái vỏ đi. Hãy mau giấu cái vỏ đi. Quả đúng như lời ông tiên nói, chàng đánh cá chạy ngay đến cái hang và thấy chiếc vỏ cua đá trống rỗng được đặt trong hang. Chàng đã giấu kín vỏ cua đi. Vừa xong xuôi việc thì bỗng nhiên, nàng đừng mất công tìm kiếm chiếc vỏ nữa. Vốn lâu nay nàng đã là người bạn tâm giao của ta. Này xin nàng hãy bằng lòng ở lại đây kết duyên cùng ta, được không? Thiếp... nhưng thiếp là... Được rồi, ta đã biết hết rồi. Nàng là nàng tiên Úc. Thực tình vốn nàng muốn xuống đây để làm bầu bạn với ta, phải không? Chàng đã có lời thì thiếp cũng xin thuận theo chàng. Kể từ đó, nàng tiên cua đã ưng thuận làm vợ chàng đánh cá mồ côi hiền lành và tốt bụng. Cuộc sống vợ chồng của hai người vô cùng hạnh phúc, ấm êm. Nhưng rồi... Thật là không xứng chút nào. Một tên khố rách áo ôm như thằng mồ côi đánh cá mà lại cưới được người vợ xinh đẹp thế kia. Phí quá. Không được, ta nhất định phải có được nàng. Bay đâu, theo ta sang nhà thằng đánh cá mồ côi đi. Thưa ông bá hộ, chẳng hay ông sang đây có chuyện gì không vậy? Con còn nhớ mới trả nợ cho ông hôm trước rồi ạ. Ông nghĩ lại rồi, không cho mày khất nữa. Mày phải trả bằng hết số nợ gốc cho ông. Vậy thì xin ông thư thêm thời gian cho con. Con sẽ kiếm đủ tiền trả cho ông. Chứ giờ con biết lấy đâu ra tiền để trả ngay cho ông được ạ? Không lấy đâu ra tiền thì lấy vợ mày ra gán cho ông là xong. Vợ đẹp thế này mà nghèo rớt mồng tơi như mày, lấy gì mà nuôi, rõ phí. Ông nói có phải không chúng bay? Phải rồi, phải rồi.
Ông đừng có mà giở trò. Không đợi nào, ông cứ về đi. Tháng sau nhất định tôi trả hết tiền cho ông. Đợi mày trả được hết nợ cho ông, có mà đến một thất con ạ. Không nói nhiều, mày đâu, mà bắt nàng về cho ta. Buông ra, buông ra, thả ta ra, thả ta ra. Không được bắt vợ của ta, không được bắt người tùy tiện. Mày có giỏi thì cứ kiện ông đi xem. Chỉ có bà con kiến kiện củ khoai thôi con ạ. Chàng ơi, chàng còn nhớ nơi mà lần đầu vợ chồng mình gặp nhau không? Ở cửa hàng ấy. Vợ ơi. Cửa hàng chàng ơi. Phải rồi, cửa hàng. Lẽ nào nàng muốn ta mang chiếc vỏ cua về cho nàng? Mau mau lên, nhà ông bá hộ có cổ cưới lớn, các người chịu khó thì sẽ được thưởng to. Mau lên đi. Thưa bà, tôi được sai mang nước vào cho bà rửa mặt ạ. Chàng nàng hãy mau trốn đi, mọi việc cứ để ta ứng phó cho. Chàng đừng lo, thiếp đã có cách để cả hai ta cùng trốn thoát khỏi nơi này rồi. Ông ơi, nó trốn mất rồi. Mau mau đuổi theo ngay, phải bắt bằng được nó về cho ông. Lão thật, phen này ông bắt được thì đừng có hòng. Ông bẩm thưa ông, chúng con thấy thằng đánh cá mồ côi đang đi về phía biển. Mau đuổi theo ra phía biển đi. Mau bắt lấy chúng nó cho ông. Thơ đẹp của ông, còn nợ của ông mất hết cả rồi. Bây đâu, mau về châm lửa đốt hết nhà cửa, vườn tược của nó cho ông. Lão bá hộ để tuột mất nàng tiên cua và chàng đánh cá khiến lão nổi giận điên cuồng. Nhưng bất chợt mây đen sấm chớp nổi lên đùng đùng, một tiếng sét nổ vang khiến lão bá hộ ngã vật xuống. Còn vợ chồng chàng đánh cá sau bao ngày lên đênh trên sóng nước đã dạt vào một hòn đảo nhỏ xinh đẹp. Họ đã ở lại đó và sống cuộc sống bình yên hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Cuộc gặp gỡ kẻ ăn mày. Ta nghe sư phụ con nói con ngày càng học hành chến mãn, không chịu tu tâm, rèn luyện, thì sau này sao có thể gánh phát được chuyện trong trời đất này? Phụ hoàng, người có thể giải thích cho con một chuyện được không ạ? Được, con nói đi. Sau này lớn lên, con sẽ có 100.000 phép thần thông biến hóa, muốn gì được nấy. Thiên hạ nơi nào loạn lạc thì con dẹp loạn, nơi nào lầm than thì con hóa vàng bạc, châu báu cứu giúp. Vậy thì con còn phải tu học làm gì ạ? Câu hỏi hay lắm. Nếu đã vậy thì ta sẽ dẫn con du ngoạn hạ giới một chuyến để con mở rộng tầm mắt. Ngọc, cha xem, kia là cái gì mà trông hay quá. Đó là trông trống. Người xem, cậu bé đó vui chưa kìa. Hạ giới quả là chúng nhộn nhịp ăn vui. Nếu cậu thích thì mua lấy mà chơi. Chơi trông trống của bọn tớ mà không thấy xấu hổ à? Bố mẹ tớ nghèo lắm, không có tiền mua trông trống. Các cậu có nhiều trông trống như vậy, hay là các cậu cho tớ xin một cái đi. Còn lâu, bọn tớ có chơi chán cũng không đến lượt cái thứ bẩn thỉu nhà cậu chơi đâu. Đám trẻ kia thật quá đáng, để con cho chúng một bài học và giúp cậu bé đáng thương kia có cái trông trống chơi. Chuyện này tốt nhất chúng ta không nên can dự vào. Tại sao không ạ? Con có 100.000 phép thần thông biến hóa, biến ra một chiếc trông trống cũng vô cùng đơn giản. Nhưng đôi khi sự giúp đỡ của con chưa phải là điều tốt nhất con có thể làm cho ai đó. Nhưng mà... Đi tiếp thôi con. Lại ông lại cậu, bố thí cho kẻ nghèo khó tật nguyện này vài đồng sống qua ngày. Cha ơi, người này thật đáng thương, lần này con nghĩ chúng ta nên giúp ông ấy. Được rồi, lần này ta sẽ chịu theo ý con giúp kẻ khốn khó này xem sao nha. Ta đang có lòng bố thí tích đức, nhưng ta muốn biết, nếu ta cho ngươi 10 quan tiền, ngươi sẽ dùng nó như thế nào? Nếu được vậy, tôi sẽ chia 10 quan tiền ấy, mỗi ngày tiêu một ít,
Như vậy những ngày sau đi ăn xin cũng không cần đi sớm về muộn nữa. Nếu vậy ta cho ngươi 100 quan tiền, ngươi định dùng nó để làm gì nào? Ôi vậy thì tuyệt quá. Tôi sẽ có thể mua một chiếc xe. Sau này muốn đi ăn xin ở đâu, dù xa hay gần, mưa hay nắng cũng thuận tiện hơn. Vậy nếu ta cho ngươi cả 100.000 quan tiền, ngươi định làm gì với số tiền đó? Nào, với số tiền lớn như vậy, ngươi sẽ làm gì để thay đổi cuộc đời mình? Cảm tạ quý nhân, thật cảm tạ quý nhân. Ân đức này của người còn lớn hơn cả ngọc hoàng trên trời cao. Để xem nào, tôi chưa bao giờ có nhiều tiền như vậy. Nếu có cả 100.000 quan tiền, tôi sẽ mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất đất nước này. Những khu vực phồn hoa thường là những nơi xin được nhiều tiền nhất. Chưa nói đến việc tôi có thể đuổi hết tất cả những tên ăn mày khác hoạt động ở lãnh địa của tôi, quyết không để họ cướp miếng cơm của tôi nữa. Tại sao? Tại sao ông không nghĩ đến việc dùng số tiền đó để thay đổi cuộc sống của mình? Một cuộc sống khác, việc làm khác chẳng hạn. Con đang suy nghĩ về điều gì vậy? Con đang suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại như vậy. Con biết không, người ăn xin kia vốn đã quen với sự bố thí của người khác. Vì vậy, dù cho con có ban cho ông ta bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu cơ hội, ông ta vẫn không thoát ra khỏi suy nghĩ của một người ăn xin. Tư duy vốn là thứ quan trọng quyết định cả cuộc đời của một người. Đó chính là lý do ta không muốn con làm phép giúp cậu bé kia có được chiếc chong chóng. Nếu làm vậy, sau này cậu ta cũng lại giống như người ăn xin này, xin tính ỷ lại vào sự bố thí của người khác. Ta muốn cậu bé lấy sự khinh miệt của đám trẻ kia làm động lực cố gắng. Chúng ta không thể giúp ai đó cả đời, vì vậy chỉ có thể nghĩ cách giúp họ tự vươn lên mà thôi. Con hiểu chứ? Con hiểu rồi, con đã quá ngu muội rồi. Vậy sau chuyến đi lần này, con có nghiệm ra được điều gì về sự tu học của bản thân không? Con đã sai rồi, con không nên ỷ vào phép thần thông biến hóa mà coi nhẹ việc tu học, rèn luyện tâm tính. Chuyện tu học, rèn luyện tâm tính chính là cách giúp con mở rộng tư duy và suy nghĩ đúng đắn. Điều đó sẽ giúp con biết nhìn nhận sự việc và xử lý mọi việc ở trần gian một cách đúng đắn nhất. Con đã hiểu thưa Phụ Hoàng, nhưng... Nếu đã hiểu, vậy còn điều gì khiến con băn khoăn suy nghĩ như vậy? Con đang nghĩ chúng ta phải làm gì để giúp người ăn xin kia thay đổi suy nghĩ và tư duy, thay vì dùng phép biến hóa ra tiền của để bố thí. Đó cũng là chuyện mà ta đang nghĩ. Con biết không, đây mới chính là chuyện đau đầu khó nghĩ nhất mà các bậc thần tiên như chúng ta phải làm cho nhân gian. Thì ra mọi chuyện của nhân gian không đơn giản như con nghĩ. Đến giúp đỡ một người cũng cần suy tính nhiều như vậy. Được rồi, chúng ta hãy trở về thiên đình ngẫm nghĩ chuyện này. Ta rất mong chờ được nghe cao kiến của con đấy. Từ sau cuộc gặp gỡ ấy, Thái tử trở về thiên đình và bắt đầu chuyên tâm học hành, rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, người còn thường xuyên cùng Ngọc Hoàng hạ phàm, quan sát và giải quyết những vấn đề của nhân gian. Ván bài cuộc đời. Mình à, tôi thật sự không muốn xa mình, nhưng gặp lụt kéo dài, mùa màng đói kém, không còn đường làm ăn nữa. Chuyến này tôi đi, khi nào kiếm được chút vốn làm ăn, tôi mới trở về. Mình ở nhà hãy giữ gìn sức khỏe nha. Lần này mình đi, không biết bao giờ mới về. Hứa với tôi, trong thời gian tôi đi vắng, mình vẫn giữ tấm lòng son và chung thủy với tôi, có được không? Nhất định là thế rồi, mình cứ tin ở em. Mình chịu khó một thời gian, tôi sẽ chịu khó làm ăn kiếm tiền về giúp mình đỡ khổ cực. Đã đi 10 ngày 10 đêm rồi mà vẫn chưa vào được thị trấn, không biết có tìm được công việc nào tốt không. Mệt quá. Này chàng trai, hình như cậu đang đi tìm việc phải không? Ông là ai? Sao lại biết thế? Ta vừa nghe cậu nói đó thôi. Vừa hay ta cũng đang cần tìm người làm.
Vâng, được thế thì còn gì bằng ạ. Tôi có thể làm tất cả mọi việc. Anh ở đây, trước mắt lo việc chặt cây đốn củi, lo cơm nước, làm việc nhà. Mỗi tháng ta sẽ trả cho anh 5 đồng. Anh có đồng ý không? Vâng, tôi đồng ý. Nhưng tôi có một thỉnh cầu ạ. Anh cứ nói, ông cứ để tôi làm việc nhưng không trả lương vội. Xin ông hãy giữ hộ tôi số tiền đó cho đến ngày tôi trở về quê. Tôi muốn dành dụm được chút vốn làm ăn. Có được không thưa ông chủ? Được, được. Từ đó, bà chăm chỉ làm việc, không quản vất vả ngày đêm. Tất thảy công việc trong nhà, anh ba sắp đặt đâu ra đấy. Từ người làm, anh dần được ông chủ tín nhiệm, giao quản lý hàng hóa, nhân công trong nhà. Thấm thoát mà đã 15 năm trôi qua. Ông chủ, thấm thoát đã 15 năm rồi. Này tôi muốn xin thôi việc để trở về quê hương. Chắc ở nhà vợ tôi mong ngóng lắm rồi. Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến. Dù rất muốn anh ở lại, nhưng cũng phải để anh đi thôi. Đây là số tiền lương của anh trong suốt 15 năm qua. Khoan đã, tôi có một đề nghị. Đề nghị gì ạ? Ta vốn là bậc học giả lớn của vùng này. Ai cũng mong muốn được ta dạy bảo. Hôm nay ta có 3 lời khuyên. Người có muốn nghe không? Đương nhiên là muốn ạ. Rất muốn ạ. Còn có phước mới được nghe ông dạy bảo. Nhưng nếu muốn có được 3 lời khuyên của ta, thì anh phải chấp nhận đánh đổi số tiền này. Đánh đổi hết số tiền ư? Nhưng mà... Anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ trước khi trả lời nha. Vì 3 lời khuyên này rất đắt giá. Chúng giá trị hơn rất nhiều số tiền anh nhận được. Thậm chí nó còn có thể cứu mạng anh lúc nguy cấp nữa đấy. Anh suy nghĩ xong chưa? Con muốn đổi số tiền này lấy 3 lời khuyên của ta không? Dạ, tôi quyết định đổi ạ. Nhưng như thế, anh sẽ mất toàn bộ túi tiền của mình trong 15 năm vất vả mãi mới có được đó. Anh không hối hận chứ? Được một vị cao nhân như người chỉ dạy, quả không gì quý bằng. Tôi bằng lòng đánh đổi ạ. Được, vậy hãy nghe 3 lời khuyên của ta đây. Một là đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời nếu như không biết rõ về nó, bởi nó có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường. Hai là đừng bao giờ quá hiếu kỳ chuyện của thiên hạ, bởi có thể cái giá phải trả là quá đắt. Ba là đừng bao giờ quyết định trong lúc nóng giận nếu không muốn phải hối hận. Đây là 3 chiếc bánh mì ta cho anh đi đường. 2 cái ăn trên đường, 1 cái nhất định về đến nhà mới được ăn. Cậu đi về đâu vậy? Cháu về làng Hạ, thôn Dương. Chắc phải đi bộ mất hơn 10 ngày nữa. Làng Hạ, thôn Dương hả? Tôi biết có một đường tắt á, đi nhanh lắm, chỉ 3 ngày là đến nơi rồi. Thật thế ạ? Đường nào vậy bà? Thì rẽ vào ngách bên phải kia kìa. Tuyệt quá. Một là đừng bao giờ lựa chọn đường tắt trong cuộc đời nếu như không biết rõ về nó, bởi nó có thể tiềm ẩn mối hiểm họa khôn lường. Không được, con đường này mình chưa biết gì về nó, tốt nhất là không nên đi. Cảm ơn bác đã cho tôi ở nhờ đêm nay, mấy ngày rồi tôi toàn ngủ ngoài đường. Anh đi từ đâu đến đây? Tôi đi từ làng Thượng về làng Hạ, đi mấy hôm nay rồi giờ mới đến được đây. Từ làng Thượng về làng Hạ có một con đường tắt đi rất nhanh, nhưng ở đó nhiều đạo tặc lắm, đi qua đấy không khéo bị chém chết như chơi. May là anh không đi lối đó. Có chuyện đó thật sao? May quá, lời khuyên thứ nhất của ông chủ đã cứu mạng mình. Tiếng gì thế? Phải ra ngoài xem mới được. Hay là đừng bao giờ quá hiếu kỳ chuyện của thiên hạ, bởi có thể cái giá phải trả là quá đắt. Cảm ơn bác đã cho tôi tá túc đêm qua. Không có gì. Mà này, đêm qua anh có nghe thấy tiếng la hét thất thanh bên ngoài không? Thưa có ạ. Vậy anh không có chút tò mò gì sao? Không, tôi không tò mò. Anh là vị khách đầu tiên có thể sống sót rời khỏi đây đấy. Trong làng chúng tôi có một con quỷ, ban đêm nó thường la hét để gây sự chú ý. Nếu ai mà tò mò chạy ra ngoài thì sẽ bị nó ăn thịt. Hôm qua tôi định cảnh báo anh rồi mà quên mất, suýt nữa anh gặp nguy hiểm rồi.
hả? May quá, suýt chút nữa thì mình mất bạn rồi. Cố lên, còn một chút nữa thôi là mình được về nhà rồi. Nếu không có hai lời khuyên của ông chủ, có lẽ mình đã chết dọc đường rồi. Về đến nhà rồi, chắc cô ấy mong mình lắm. Kìa chẳng phải là vợ mình sao? Cô ta đang ở với gã đàn ông nào thế? Trời ơi, cô ta đã phản bội mình. Tại sao chứ? Ta phải vào trong giết chết rồi giang phu dâm phủ này mới được. Bà là đừng bao giờ quyết định trong lúc nóng giận, nếu không muốn phải hối hận. Mình, có phải là mình không? Mình, đúng là mình thật rồi. Trời ơi, sao giờ mình mới trở về với em? Nàng đã có chồng mới, sao còn chạy ra đây ôm tôi? Thôi, duyên phận đã định, ta cũng không oán trách gì nàng. Chính ta đã bỏ nàng đi biệt biệt hơn chục năm trời. Có lẽ ta nên quay lại làm việc cho ông chủ thì tốt hơn. Mình nói cái gì vậy? Chồng mới nào? Bấy lâu nay, em vẫn chung thủy mà, một lòng một dạ chờ mình. Sao mình có thể... Ta đã thấy cả rồi, người đàn ông trong nhà kia không phải là người chồng mới của nàng sao? Trời ơi, đó là con trai của chúng ta mà. Hả? Con trai của chúng ta? Đúng vậy, khi mình rời đi, em mới biết là mình mang thai. Sau đó, em một mình nuôi con. Đến nay, con đã trở thành một chàng trai 15 tuổi cao lớn rồi đó mình. Thật thế sao? Đó là sự thật mà, không tin... Mình cứ vào gặp con mà hỏi sự tình đi. Không ngờ ta đã có con trai lớn thế này. Suýt chút nữa ta đã làm chuyện không hay rồi. Mình à, tôi xin lỗi vì đi bao nhiêu năm nhưng cũng không mang về được cho mình đồng nào. Số tiền đó tôi đã đổi lấy ba lời khuyên, và cũng chính nhờ ba lời khuyên đó mà tôi mới thoát chết, trở về đoàn tụ với mình. Mình có trách tôi không? Không, em không trách mình. Chỉ cần gia đình mình được ở bên cạnh nhau, thế là đủ rồi. Tiền có làm gì khi người đã mất đâu. À, phải rồi, ông chủ còn dặn tôi, chiếc bánh mì này phải đích thân ăn cùng gia đình, nhà mình cùng ăn nha. Trời ơi, vàng. Vàng kìa. Ông chủ, tôi sẽ không bao giờ quên ơn ông. Truyền thuyết về hoa Smeraldo. Vào thế kỷ thứ 15, ở một ngôi làng nhỏ nơi nước Ý xa xôi, người ta đã kể truyền thuyết về loài hoa Smeraldo, loài hoa tượng trưng cho một tình yêu chân thành không cần hồi đáp. Này cháu gái, cháu định đi đâu thế? Cháu đừng bảo với ta là cháu định đến chỗ tòa lâu đài đằng kia đấy nhé. Vâng thưa bà, cháu đang định đến đó. Cháu nghe nói ở đó có những loài hoa đẹp nhất. Cháu muốn hỏi mua từ chủ lâu đài để đem bán ở chợ trong thị trấn ạ. Ôi không, tao khuyên cháu đừng đi đến đó. Có nhiều lời đồn về chủ lâu đài lắm. Có người bảo hắn vốn là con rơi của một bá tước ở Florence với người hầu gái. Hắn vốn là đứa trẻ bị nguyền rủa vì sinh hắn ra mà mẹ hắn đã chết. Có người còn bảo hắn có ngoại hình xấu xí như quỷ dữ, còn rất hung ác nữa. Ở đây có ai dám lại gần chỗ đó đâu. Cháu biết, bà ơi, nhưng mà cháu vẫn cần phải đến đó. Cảm ơn bà đã nhắc cháu. Cháu sẽ cẩn thận ạ. Kìa cháu ơi. Có ai ở đây không? Tôi muốn tìm chủ nhân của lâu đài. Lạ nhỉ, chủ nhân của lâu đài hình như không có ở nhà. Trời đã tối lắm rồi, mình cần hái hoa cho kịp phiên chợ sớm mai. Hay là mình cứ mạo muội hái hoa trước rồi hỏi ông ấy sao nhỉ? Nếu như đem ra chợ bán, ai mà có thể cầm lòng trước những bông hoa đẹp như thế này chứ. Sao lại có khách tới thăm lúc đêm hôm thế này thưa ngài? Không phải là khách mà là một tên trộm thì đúng hơn. Cô đang làm gì thế? Bà cụ mình gặp hôm nay đã nói chủ của ngôi vườn rất hung ác. Mình vào vườn hái hoa mà chưa hỏi ý kiến của ông ta. Nếu như bị bắt gặp thì chết mất. Cô ta chưa nghe chuyện về lâu đài này hay sao chứ? Thôi, tha cho cô ta lần này vậy. Hôm nay mình đã dọa cô ta rồi, chắc cô ta sẽ không dám đến đây nữa đâu. Người ta vẫn đồn mình là một con quỷ,
làm gì có kẻ nào vì vài bông hoa mà mạo hiểm đến thế kia chứ. Dạ thưa ngài, cô gái hôm qua lại đến hái trộm hoa. Thật là một kẻ to gan, lần này mình phải bắt tận tay cô ta mới được. Ừ, nhưng mình cũng muốn xem rốt cuộc cô ta nghĩ gì mà lại dám tới đây ăn trộm. Hôm qua, ông ta đã không đuổi theo mình, vậy mà mình lại tiếp tục lén lút hái trộm hoa ở đây. Tôi xin lỗi, nhưng do hoàn cảnh bắt buộc, nhất định sau này tôi sẽ trả ơn cho ông. Hàng chục năm nay, đã chẳng có kẻ nào dám tới gần lâu đài của mình nửa bước. Vì sao cô ta lại mạo hiểm đến thế chứ? Hôm nay, chị nhờ bác Bruno cho em uống thuốc. Giờ em thấy đỡ hơn chưa? Chị xin lỗi, chị về muộn quá. Chị Smerando, chị đừng lo cho em. Sức khỏe chị cũng không tốt. Thế mà ngày nào cũng ra ngoài làm việc. Em biết bệnh em có chữa cũng không khỏi. Chị đừng cố nữa. Em đừng có lo mà. Chị đã tìm được một người trồng hoa rất đẹp. Người ta cũng tốt bụng lắm. Bảo là hứa cho chị nợ đến khi nào có lãi trả cũng được. Em cứ yên tâm dưỡng bệnh đi nha. Tại sao hôm nay cô ta không đến chứ? Không biết bệnh tình của em trai cô ta thế nào rồi. Có lẽ cô ta cũng bất đắc dĩ mới phải lấy hoa ở đây thôi. Và thế là không biết từ khi nào, người đàn ông ấy lại bắt đầu chờ đợi một cô gái. Cũng không biết từ khi nào, màn đêm không còn khiến anh ta cảm thấy cô đơn. Hàng đêm, cô gái ấy vẫn thường đến đây, không biết rằng người chủ lâu đài đã thầm yêu cô. Nhưng tất cả những gì anh có thể làm chỉ là trồng tặng cô những bông hoa đẹp nhất. Những công việc vặt vãnh này ông chủ cứ để tôi làm cho. Không, ta muốn tự tay trồng loài hoa đẹp nhất. Một loài hoa chưa từng có ở nơi này. Ta sẽ gọi nó là gì nhỉ? À đúng rồi, hoa Smerando. Cô ấy sẽ có thể đem bán nó và không còn phải lo chuyện tiền bạc nữa. Hoa Smerando ư? Một cái tên thật lạ. Cái tên ấy nguồn gốc là chính từ tên của cô ấy, Smerando. Ta nghe em trai cô ấy gọi như vậy. Đúng rồi, khi hoa nở, ngươi hãy ghi tên loài hoa này trên lối vào khu vườn nha. Ngài bỏ nhiều công sức thế làm gì? Đằng nào cô ấy cũng vẫn không biết ngài là ai. Tại sao ngài không tới gặp cô ấy để nói ra tình cảm của mình? Nếu cô ấy biết chủ nhân của khu vườn là một kẻ xấu xí như ta, liệu cô ấy có còn thấy nó đẹp đẽ nữa hay không? Biết đâu cô ấy cũng sẽ xa lánh nơi này, cũng như bao người khác. Tại sao đã lâu rồi cô ấy không đến chứ? Hoa cũng sắp nở rồi. Có lẽ em trai đã khỏi bệnh nên cô ấy không đến nữa ư? Mình muốn gặp cô ấy, nhưng mình không muốn phải trải qua cảm giác bị chối bỏ thêm lần nào nữa. Không được, nếu cô ấy không tới đây nữa, mình phải tới tìm cô ấy. Anh tìm cô Smerando ở đây sao? Chắc là anh không biết, cô Smerando sau khi em trai bị bệnh nặng qua đời cũng đã ốm bệnh rồi mất luôn. Người ta bảo cô ấy gặp phải lời nguyền của con quỷ sống ở tòa lâu đài phía Tây. Ôi, thật là tội nghiệp quá. Không, không thể nào. Người ta kể rằng người đàn ông ấy không ngừng hối hận vì nghĩ rằng nếu dám đến gặp cô sớm hơn, cô gái ấy đã không phải chết. Người đàn ông ấy đã rời đi đâu không rõ. Những bông hoa Smerando cũng chỉ nở rực rỡ một mùa rồi tàn úa. Nhưng mãi cho đến sau này, câu chuyện về loài hoa Smerando vẫn nhắc người ta rằng đừng bao giờ chờ đợi để bày tỏ lời yêu khi mà ta vẫn còn được ở bên người ta yêu nhất trên đời. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!